Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì team 125 Việt Nam thì đã có mặt tại online đây. Cả nhà con sẽ cùng chào mọi người được không ạ? Yeah! Mọi người có thể đi vào đây để cùng tham quan nhé. Sau đó là mọi người cảm nhận này. Đây, xin mời chị San cảm nhận thế nào hôm nay đấy? Hôm nay thật sự là vinh dự và rất là vinh hạnh khi đến với tập đoàn Online. Thật sự là mọi điều rất là tuyệt vời. Đặc biệt là tất cả những các vị đón rất là nồng hậu, rất là ấm áp. Rất là biết ơn tập đoàn Online đã có sản phẩm chất lượng và đặc biệt là tình yêu thương Ba Lan nữa. Ok, thế chúng ta sẽ tiếp tục vào trong này. Ok, follow me. Ok, ok. Ali, ok. Thank you. Ở đây, em có thể nói một cả nhà, cả nhà mình đứng ra đằng sau. Cả nhà mình đứng ra đây đi. Chị ơi. Ok, nói đi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào cộng đồng Online tại Việt Nam Team 125. Ngày hôm nay thì Dung trở lại lần thứ 2 ở tại tập đoàn Online Malaysia cùng với rất là nhiều các anh chị đã cùng với tôi từ cái thời điểm ban đầu. Đó là cái thời điểm mà rất là khó khăn, cũng như là cái thời điểm mà chúng ta chưa nhận thức được là cái thiết bị của tần sóng THz và PMF lại có cái sự quan trọng đối với đời sống con người. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với phái đoàn Việt Nam đến tham quan toàn bộ không gian của tập đoàn và công ty. Ở đây là những người bảo trợ của chúng tôi, gọi là sponsor, trực tiếp đã dẫn dắt cũng như là chia sẻ làm việc ở thị trường Việt Nam trong quá trình vừa qua. Chúng tôi sẽ có một cái cam kết, đó là sẽ bùng nổ thị trường Việt Nam và đem cái sức khỏe và giá trị của tập đoàn Online, những thiết bị công nghệ sẽ đem đến Việt Nam và sẽ giúp cho nhiều người Việt Nam có cái cuộc sống thay đổi về sức khỏe, thay đổi về cả tự do tài chính. Rất là cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong buổi một cái ngày đặc biệt hôm nay. Cả nhà ơi, này, chúng mình làm slogan 125 tiếng Việt Nam nhá. 125. Are you ready? Yes. 1 2 3 Online 125, chúng ta cùng nhau chiến thắng. Oh yeah. Tất cả mọi người, hôm nay được đến văn phòng Online tại Malaysia, chúng tôi thấy rất tuyệt vời và ấm áp. Sẽ cố gắng là lan tỏa về thị trường Việt Nam cho người dân Việt Nam được dùng sản phẩm Online ạ. À. Ok, rồi chị Hoa nè, Hoa có cảm nhận như nào nè? Xin chào tất cả mọi người, tôi là Nguyễn Thị Ngọc Hoa, đến từ Việt Nam. Tôi đến công ty Online, tôi cảm thấy là rất là ấm áp, nhiệt tình, đón tiếp rất là nồng hậu ạ. Chúng tôi hy vọng là chúng tôi sẽ về thị trường Việt Nam lan tỏa giá trị Online, lan ra thị trường rất là rộng lớn ạ. Okay. Xin cảm ơn ạ. Xin mời chị Mến ạ. Xin chào tất cả mọi người. Thật sự rất hạnh phúc Hồng Mến được đến với tập đoàn Online. Và lời đầu tiên Hồng Mến cảm thấy rằng là chỉ có thể là yêu thôi ạ. Vâng, rất là biết ơn tập đoàn Online, rất là biết ơn người bảo trợ và người kết nối. Hồng Mến tin rằng là với cái sứ mệnh yêu sức khỏe, Hồng Mến sẽ lan tỏa những thiết bị thông minh của tập đoàn Online tới tất cả người dân Việt Nam trên 63 tỉnh thành cũng như là ít nhất 15 quốc gia trên thế giới ạ. Cảm ơn Online rất nhiều. I love you. Ok, thank you. Phương nào. Xin chào tất cả các anh chị đã có mặt tại tập đoàn Online. Và Phương hôm nay thì đến với tập đoàn là Phương vô cùng là xúc động, bởi vì đã được làm trong một cái môi trường sức khỏe vô cùng là tuyệt vời và sáng tạo, và đặc biệt là những con người thân thiện ở tập đoàn Online. Và chắc chắn là sau chuyến đi này thì về Phương sẽ lan tỏa thật nhiều giá trị, không những ở Việt Nam mà trên thị trường quốc tế nữa. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ok, chào mừng Tươi nào. Chào mọi người, tôi là Tươi và tôi đến từ Việt Nam. Hãy cho tôi một tràng pháo tay lớn hơn được không ạ? Và ngày hôm nay tôi vô cùng hạnh phúc vì có mặt tại đất nước xinh đẹp Malaysia, và còn hạnh phúc hơn nữa khi mà tôi có mặt tại đây cùng với Online và những người bảo trợ tuyệt vời của chúng tôi và những người đồng đội của chúng tôi. Ngày hôm nay tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vỡ òa khi mà được chứng kiến văn phòng trụ sở của Online cùng với rất là nhiều những cái thiết bị thông minh cũng như là những sản phẩm tuyệt vời tại Online. Thì chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ bùng nổ tại thị trường Việt Nam, và không những ở Việt Nam đâu, chúng tôi còn bùng nổ trên thế giới nữa. Xin chân thành cảm ơn. Ok, và bây giờ đến một người đàn ông rất là quyền lực ở trong thị trường miền Nam,
Anh có cảm nhận như nào khi mà đến đến Olilai? Xin chào tất cả mọi người. Thật sự là phải nói là rất là ấm áp vì khi đến đây được các anh chị ở tập đoàn Olilai tiếp đón rất là nồng hậu. Phải nói rất thật sự là rất là cảm ơn, và cũng xin đoàn cho các anh trong đoàn cho chủ nhà chỗ tập đoàn Olilai một tràng vỗ tay ạ. Thì qua cảm nhận cái sản phẩm này, tôi một thời gian thì tôi thấy sản phẩm rất là tốt, rất là tốt với sức khỏe cho con người Việt Nam. Thì hôm nay tôi đến đây tôi xem trực tiếp tập đoàn có tất cả các sản phẩm, và đây là xem thực tế, thì tôi sẽ về tôi có cái niềm tin tốt hơn và chia sẻ cho toàn bộ những người dân Việt Nam được hưởng những cái thành quả, cái thành tựu về công nghệ đối với của con người đối với sức khỏe Việt Nam. Và trong tới đây thì tôi sẽ cùng với cả anh chị em ở Việt Nam sẽ bùng nổ thị trường Việt Nam cũng như thị trường các nước khu vực. Xin chân thành cảm ơn. Yeah. Ok. Bob. English. Okay, first I want to welcome all the 125 Vietnam leaders come to Malaysia. Give them a big clap. Yeah. So all here is very excellent 125 leader in Vietnam. So we welcome you, then we and hope you can enjoy to in Malaysia. Yeah. Then I hope then you already is one star, become a two star. Yeah. Then no star yet, then become a one star, okay? Yeah. So we work together, then we achieve our goal. Okay, in Olilai, 125. Yes. Yeah. Thank you. China. Okay. You all to Malaysia. Yeah. Okay. Welcome to Olilai. Yeah. Okay. Xin mong大家越来越成功，越来越给这个越南的市场越来越丰满. Okay. 谢谢大家. Okay. Minh Hảo. Can you make me the video? Okay, this is the second time I have been here. Yeah. And when I came to the door, so I feel like I come back to the family. So thank you, friends. Thank you, Olilai. So yeah. So I hope after this trip, Vietnam markets win. Boom. Okay. Boom. Thank you. Boom. Thank you. Okay, Luli. Luli nói tiếng Việt Nam. Nói rồi mà. Một đoạn nữa đi. Cắt. Con ơi, con có quay hình không? Quay. Nhìn xem nó có nổi không? Ok. Yes. Ok. Lên nó selling. Yeah. Okay. Selling. Okay. Đây là selling. 3 star. 2 star. 2 star. Đây là Starling. 2 star. English. Oh, very happy and very welcome to Vietnamese. Come to Malaysia, welcome. I'm very glad got such a wonderful team like such as you. We go together. Then you fight only life. Yeah, we go to. you work together. Yeah. So, kampate. Thank you. Cả nhà ơi, chúng ta tới đây sẽ còn rất nhiều chuyến du lịch khác, thì các anh chị em okay. Trista. My name. Trista. Okay. Bạn ấy có một số lời. Okay, hoan nghênh chúng ta đến từ Việt Nam, 125 Okay. Okay. 希望你们下一趟会再更多可能是两倍三倍的伙伴一起把他们带过来，好吗？OK，好，谢谢大家。 Yeah, thank you. Cả nhà mình nhìn thấy đấy ạ, hôm nay được được Amel. OK, đây là một nhà lãnh đạo của chúng tôi đó, Four Star Amel. 125 một hai năm Vietnam. Yeah. Okay. Very welcome to Malaysia. I remember this is the second time. The first time is come to Malaysia just Miss Julie and Miss Hao only. Two person came to Malaysia and know our company Olilai is very good product and very good marketing. Then we all
follow them go to Vietnam. Yeah. Then this is the second time. This already 11 people come here. Yeah, yeah, we hope after this Vietnam were bombed, then next time take one bus come to Malaysia. Yeah. Thank you. Okay. Yes. And last, I learned one word from Vietnam. Golen, golen, golen! Thank you. Đó, chúng ta vừa được giao lưu với cả gì ạ? Tất cả các leader cũng như là các nhà bảo trợ ở tại thị trường Việt Nam cũng như là của Olyline. Nên là chúng ta sẽ gì ạ? Tới đây sẽ có rất nhiều các cuộc hành trình để đến Malaysia cũng như là trên thế giới để cùng với Olyline để càng ngày càng phát triển hơn nữa. Cảm ơn tất cả anh chị em đã xem video này. Và mọi người có thể là chia sẻ cái video này cho nhiều người bạn mình hơn nữa nha. Cảm ơn. Yeah, thank you. Yeah. Thank you. Okay, okay. Thank you.